2 tháng mà ra được như thế này á thì là nhanh hay chậm. Thi thoảng thì bác sĩ hay nhận được một vài những cái comment kiểu như này này, và như này này, hoặc là như này này. Thật ra là nhanh hay chậm ấy thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nhá. Ví dụ như là cái thời gian mà em bắt đầu điều trị ra thì cái da của em như thế nào, có tổn thương nhiễm này hay nhiễm kia không. Thứ hai là cái tiền sử trước đó của em có từng sử dụng những cái sản phẩm như thế nào không rõ nguồn gốc, hoặc là sử dụng những cái sản phẩm quá mạnh so với cái tình trạng da của em hay không. Và tiếp theo nữa thì cũng rất là quan trọng là em có điều chỉnh một số những cái lịch sinh hoạt của em đúng như bác sĩ dặn hay không, hoặc đơn giản ấy là trộm vía hay là hợp pháp đồ. Cái này á thì thật sự là khá là hiếm nhá, và tất cả ấy thì nó đều cần có thời gian nhá. Ví dụ như bạn nam trên hình như này thì với bạn ấy thì 2 tháng để cải thiện như này thì bác sĩ đánh giá khá là nhanh nhá. Và trước đây á thì bạn nam này có khá là nhiều mụn viêm và mụn thâm ở 2 vùng má, và nhiều đến cái mức mà bác sĩ cảm thấy là nó sẽ làm lu mờ cả cái phần sẹo của bạn ấy luôn. Và hiện tại thì cái tình trạng mụn của bạn đã cải thiện lên đến khoảng tầm 80% nhờ vào việc bạn ấy đã thay đổi một vài những cái thói quen skin care này, thói quen sinh hoạt này, và tuân thủ theo cái phác đồ bôi thoa của bác sĩ đã hướng dẫn nhá. Chính vì mụn cải thiện nên hiện tại đã lộ ra rất là nhiều những cái sẹo lõm ở bên dưới, và ở giai đoạn này nếu mà bạn muốn cải thiện thêm cái tình trạng da của bạn thì chắc chắn là bạn sẽ cần phải đến tìm đến những cái phương pháp chuyên sâu hơn nhá.